Hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Ngày hôm nay mấy chú cháu mình sẽ đi lùa cá nha mọi người. Wow. Thì cái yêu cầu này của tất cả mọi người khá là nhiều rồi. Hôm nay mấy chú cháu mình mới thực hiện nha. Anh Dây, anh lùa đây em rồi. Nani. Ủa, lùa với ghê là khác nhau hả? Ở địa phương mình nói lùa với ghê cũng được hết nha các bạn. Ai muốn nói lùa lùa cũng ghê ghê vậy. Còn nhắc cá lóc là khác nha mọi người. Mấy chú cháu mình sẽ sử dụng con nhái thật nha. Đây mấy chú cháu mình bắt hồi hôm. Ủa hả, mình ghê bằng nhái giả, giờ này giờ tháo nhái giả ra ra gắn nhái thiệt cho nha. Coi là cuốn nhái thiệt này sao. Mình tính mấy đứa nhỏ nó tập trung đủ rồi đi rê luôn mà mọi người yêu cầu nhiều quá cho nên mình đi luôn nha. Mình sẽ móc con nhái như thế này nha mọi người. Mình sẽ luồn cái lưỡi câu lên như thế này nè. Bây giờ mình cái móc này thì nhìn nó cũng phản cảm chút xíu thôi, mình xin quay camera cho khác mình móc nha. Mọi người kêu anh Di vô quay mà anh Di rất là ngại nha. Nên lâu lâu anh Di mới vô. Di ơi, sao mà anh Hồng Hồng sao muốn có chồng gì vậy? Mắc cỡ. Nè mọi người, xong mình đã móc nhái xong nha. Nhái gì bị dị tật không? Bị dị tật hả? Đây mình móc nhái như thế này. Sao quẹo đậu khó quên hả? Ê ê Nam, mày móc gì trong đó ra hả? Tay quay chứ là cái gì? Cái hồn, cái đầu móc cái ấy ra chứ. Móc ấy ra nó gắn vô đây quăng hả? Đây mình sẽ ghi vào cây cần câu của mình. Ổ máy 3000. Cần câu Shimano Yukaga Yuraka vậy nè, 210. Có gì đó ta, 100-250g. Chỉ giá tất cả là trên 300.000. Cần câu này rất xịn sò ngang, không có cái nắp luôn. Bởi vì mình đã làm mớt, mình có thể rút ra rút vô cứ lúc nào mình muốn. Mình sẽ đi ghê nha. Đây mọi người, mấy chú cháu mình sẽ đi ra ngoài cái vườn này có chỗ câu nha. Bước lên. Đây là một cái vườn mít nhưng mà nó có mấy cái ao nè mọi người. Đây người ta chứa cá đồng lại đây để ăn nha. Ở dưới đây là cá sặc rồi cá rô, nói chung là những cái con cá ở ngoài thiên nhiên nó vô đây. Để con quăng nó coi có con nào không út. Giờ đại sư hướng dẫn cái gì nha, bước được tiền mình quăng thôi. Đó, như thế là xong nha em. Út ghê đi con quay cho. Đây nè, mệt xuống tụi con. Ok, nói chung mình làm theo lời của mọi người luôn, là ghê từ từ nha. Đó, khi mà con cá nó táp thì mình sẽ ngưng 6 giây. Thiệt tình chứ cái con nhái thật này nó chìm không mọi người. Cho nên nhiều khi nó táp ngầm ở dưới mình cũng không biết nha. Gần tới mình cho nên mình phải kéo nhanh thôi. Cái ao này cũng hơi hẹp, táp đây. Dính Nam ơi. Dính rồi nè. Nè nè, để cái út kéo vô cho con coi nè. Nó nguyên con nhái thật là to. Thì thiết thì nó dạy cho các em rồi, còn thực hành thì các em tự học. Hả? Gì? Chị biết chưa? Em biết rồi thầy. Biết sao làm thì coi. Hả? Em sẽ không làm cho thầy phụ lòng thầy. Nếu mà muốn được thì không vừa. Đó, không vừa lòng đó em. Thì vậy các em gây cá lóc đâu, kêu các em gây mít đâu. Công nhận gây cá lóc khó hơn câu cá gấp nhiều lần luôn các bạn. Thì phải kiên trì mới được. Ui, ui, cá táp quá trời luôn. Cá táp cái gì vậy? Nó hụt. Hả? Quên mở ben, đúng là cần thủ chuyên nghiệp. Cuối cùng anh Bảy cũng đã quăng lên được mít. Dính được Út ơi. Dính được con mít luôn. A few moments later. Tình hình này không ổn rồi thầy Nam ơi. Con có phương án nào không thầy Nam? Bây giờ mình phải lấy nhái giả qua. Chứ kiểu này là không có nào rồi đó. Mấy chú cháu mình rê con nhái mà lúc mà còn tươi mà giờ nó sình thú quắc luôn mà giờ chưa có con nào dính mọi người. Giờ mình phải dùng con nhái giả trả lời đây. Đây.
Mấy chú cháu mình có hai con, một con màu vàng và con màu đỏ đem theo nha. Rồi giờ mình sẽ gắn con nhái giả nha mọi người. Chứ ở dưới đây thì có rào muống với ba cái gầu nhút. Rồi nó móc ba cái lưỡi câu này vô nhiều quá. Hàng thật thương giả quá. Nói chung là con nhái thiệt nó cũng dính nha mọi người. Nhưng mà thật sự ra là nó dính ba cái rào đó. Rồi mình lua nó khó, cá lóc nó nhát quá. Sao của em Di, em còn thấy nhái không? Mới táp nè. Thôi đừng dụ. Em ghê chừng nào cũng nhái cái sình rất gã ra luôn thì Phì lên kìa. Biết sao Phì không? Sao em? Nó sình rồi đó, nó quắc rồi nè, thầy hửi vậy. Thôi quắc rồi đó. Tưởng như thơm thơm rồi đó thầy hửi. Thì ra là con nhái thúi. Hai nhái giả vô coi nó làm ăn sao. Trong tim của anh Phong ghê là hay nhất. Hay bằng Út không? Út hay nhất từ dưới đếm lên nha Út. Đây là con nhái giả với trị giá 15k. Đó là con nhái 20k. Đi à, em ghê cho đều tay. Ui cá bác Việt Nam ơi. Đừng có hù thầy, kỹ năng thì cao lắm. Kỹ năng của thầy cao dữ rồi thầy. Cái này lỗi thôi. Rồi lòi con nhái ra luôn rồi. Trời ơi. Kỹ năng thầy cao. Rồi kỹ năng của thầy cao dữ ha. Con nhái nó chạy lên trên luôn. Cái đó là lỗi thôi, nhìn thầy nè. Cái này tay thì còn yếu thôi. Chứ hồi trẻ là thầy quăng hơi bị ghê luôn em. Con nhái giả giờ nó nổi trên nè. Đẹp ha, nhái giả nó chạy. Nói chung là mấy chú cháu mình đi gây cá thì mình nói chuyện khẽ mọi người. Là cá táp này chờ mấy giây mới giật Nam? Chờ 5 giây thôi rồi. Đây là cuộc thi rê cá giữa nhái thiệt và nhái giả nha mọi người. Wow. Cái gì mà có đụng đẳng dữ. Nó mới táp đâu, cá lóc mới táp. Động nước ghê luôn. Sau lưng né giùm thầy nha. Sợ móc vô cái lỗ tai đúng không? Giờ mấy chú cháu mình sẽ ra ngoài cái đầu đìa này nha. Wow, cái tắc bự ghê luôn. Cái vườn này của ông anh mình nha mọi người. À, mấy chú cháu mình đã xin rồi mới vô đây ghê. Rồi có con gà nữa. Né cho nó ra đi con. Rồi nó bay xuống mương cái mình nghỉ ghê cá luôn. Đây mình sẽ review cái đìa này cho mọi người cùng xem nha. Đây là một cái ống bọng, nó dẫn từ ở ngoài ruộng vô nha mọi người. Mọi người xem nè, người ta có làm một cái giống như là một cái lú vớn nha mọi người. Cá bên ngoài vô được nhưng mà ra không được nha. Đây, toàn là cá sặc với cá rô với cá lóc đồng nó vô đây không mọi người. Nó ở trong đó, cái ống bọng nó ra ngoài cái mương lúa này nè mọi người. Nè, nó chạy dài luôn, ống bọng này rất là dài nha. Đây. Cái đầu ống bọng ở dưới đó đó mọi người. Mỗi khi mà người ta rút nước ra ngoài sông thì con cá nó sẽ ở lại trong cái đìa này. Nếu mà cái đìa này cạn nó sẽ theo cái ống bọng này nó vô trong đây nữa nha. Cái gì? Vừa này vừa sim lùng tái quá trời luôn. Nó. Ủa sao nó tét rồi? Kì vậy? Thôi. Nhi đợi nghe anh Duy. Ngộ ghê ta. Thúi quá Nam ơi. Bác dễ cho con mượn cái đìa mà ghê không có ông nào. Giờ bác dễ cho con mượn luôn ngoài vườn nha. Đúng là vừa sim lùng thiệt, nó vừa tầm với Nam lùng luôn. Hôm nay thì sẽ bẻ vừa cho các em coi, rất là cao, cái vừa này 60m đó nghe các em. Một trái quá. Wow. Bác dễ ơi, cho con xin thêm trái đó nghe, cái này ba người lận. Để em tính phải quấy bắt sao. Không có chạy thoát rồi. Rồi nó rụng dưới đây 3-4 trái luôn, 4-5 trái luôn. Trái dừa này nó rất là mỏng mọi người. Rồi luôn rồi, đẩy mặt luôn Út ơi. Đúng là dừa ba nhát rồi chứ. Ba nhát là gà. Ơn nghĩa gì con dừa của người ta không mà ơn nghĩa gì. Rồi tôi uống đi. Mời mọi người cùng uống dừa với mấy chú cháu mình nha. Một hơi một hết trái dừa luôn. Quá mát. Nam muốn đổ vô cái ngực hết nửa trái à. Không phải tại con ăn uống phi phạm đâu. Sao? Này dừa của ta mà. Mình làm đại đi. Giờ buổi chiều này chừng đua dính nè. Rồi mình sẽ chọn cái vị trí này để ghê nha. Để anh coi Út làm được gì. Thử coi. Con nhái giả này nó lộ trên mặt nước đẹp ghê chưa. Thank you.
Con ngái vàng. Đây là con ngái vàng trong làng ghe cá nè mọi người. Ơi ơi. Cá phải vậy hả? Rồi, ôi cá bự. Ôi. Nè, táp văng cái lưỡi luôn nè các bạn. Ghê tài. Con lý, cá bự luôn tài. Cỡ cái gửi á. Ghê hả? Thùi cung tay luôn. Nói chuyện mà văng câu vô không được luôn nè. Cá gung kìa. Cá nữa đi. Cái này thì đá ghê luôn mọi người ơi. Đường này ráng nè. Thấy ghét không? Tưởng đâu nó dính vô ba cái gao nữa chứ. Kinh nghiệm đây mình. Táp đây. Táp cục đá thôi chứ. Sướng ha. Phải dính luôn ngon. Cục này. Nó. Ồ khác. Chỗ này hẹp quá mọi người. Con nhái nó biết lái và lấy lợi nữa kìa. Nói chung là con cá lóc nó táp, mình cũng không nên luyện tới luyện đuôi như chỗ đó hoài mọi người. Để mình thấy nó táp cái mình quýnh mình luyện vô hoài cái con cá lóc nhát luôn. Nói chung là đi lua cá lóc là lâu nhất mọi người. Tại vì con cá lóc nó rất là khôn. Nó được bích đi luôn. Con này cũng già có thì nam rồi, nó bị cóc hoài luôn. Nó phái con mít lắm rồi gì mà không kêu, kêu câu cá, nó chịu câu cá mà con mít. Ôi, nó táp nháy, banh luôn kìa. Táp nháy, thứ mã mình hay luôn. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó chảy đầm đều luôn mà không có nào hết á. Vụ thôi. Cái này mà có cái chài ăn quăng xuống cái lụm lên cái đống cái này. Con kiểu này chắc nó chèo đói luôn á. Thấy kiểu gì không có nào hết trơn. Ủa anh gì? Anh đói anh kiếm mít ăn hay vậy? Không kiếm cá. Sáng giờ đứng nửa ngày rồi không thấy con nào hết trơn. Giờ tới Út ra tay Nam ơi. Con nghỉ ngơi chút đi. Đáng coi Út làm được gì nọ. Trời đất. Đây là cái cần câu của Nam mọi người. Cái cần này rất là tuyệt vời luôn. Nó tuyệt vời ngay chỗ là vậy. Mình muốn lấy cái này ra mình lấy à. Mình muốn gắn vô. Rất là nhanh nha. Nói chung là rất tiện lợi. Sao Út mua chung cho mọi người, sao Út mua cho con đặc biệt chứ? Không có cái nắp luôn. Đi quay một hơi rồi mất cái nắp bên đây mà nó không hay luôn. Công nhận dữ thiệt. Coi Út nè. Con nghỉ ngơi chút đi. Để con coi Út dính được cá dồ hay là con cá tòng tòng đây. Nói chung lần nào nó táp thì mình sẽ ngưng 5 giây nha mọi người. Có nhiều bạn yêu cầu mình vậy đó. Nó táp nữa thấy chưa? Trời ơi. Táp chưa nó ăn. Đó. Mọi người thấy chưa? Cá lóc nó quện á.
nguy hiểm quá ta. Cái đường này mình lua rất là lý tưởng luôn, cặp cặp mấy miếng mương. Nay mình sẽ lua nhẹ nhẹ cho mọi người xem nha. Chứ hồi đó thì mấy chú cháu mình cứ lua nhanh. Quá trời cá lóc nó ụt. Táp giùm cái coi. Nó đây nhấp cá lóc là như thế này. Quay đâu rồi? Thằng câu gố năm lùng đúng là xịn sò. Trời ơi quăng ghét là mồ hôi mẹ mồ hôi con ra hết rồi. Trời ơi nó táp hụt không con. Táp đại một cái. Rê cá vừa lâu mà vừa khó nhất nha mọi người. Ý là cái đè này nó cũng ấm nè. Nếu mà bên ngoài nó còn nhát nữa. Tại vì người ta bắt tới bắt lui và nhát lắm. Ở trên đồng thì có rất là nhiều cá lóc. Nhưng mà không thể nào mình rê được. Tại vì người ta đi bắt á, kéo côn, giăng lưới các kiểu. Cho nên mình không thể nào mà mình đi lua ở ngoài đồng nước thắng nước được nha. Nói chung là xác suất ở ngoài đó đó nó chỉ 0% thôi. Hên thì được 1%. Mấy con cá đó chắc nó đói dữ lắm rồi nó mới ăn. Hay là nó đang có lòng rồng nó dẫn bày thì... Nó cứ táp vậy đó. Ôi, cá táp Nam ơi. Cá táp. Dính rồi Nam ơi. Bye bye luôn rồi kìa. Bye nhá nha con. Dính rồi mọi người. Để thủ lãng lẹ nó quay. Cuối cùng cũng ra lụm. Một à, ơi. Dính. Quá đã rồi. Ngay sâu xuống họng luôn. Cá ơi, mừng quá. Cá ơi, mừng quá. Cá ơi, mừng quá. Cuối cùng cũng đã dính rồi nè. Wow. Trời ơi. Cá bự không? Quá bự luôn. Ôi, cá. Nói ngày cũng được cá rồi. Con nhái lâu ngày nó lỏng quá nó táp văng ra ngoài luôn nè mọi người. Wow, đường cá được hai ngón tay siêu to luôn. Nói vậy chứ con cá đó mà muốn bằng nửa cầm tay con đó. Wow. Lý. Mấy đứa cháu mình câu từ hồi sáng giờ mọi người. Giờ xế luôn được có con mới lớn nha. Nhiều khi các bạn bình luận kêu mấy chú cháu mình đi lua cá, thật sự ra lua cá rất là lâu luôn. Cái ao thật là lý tưởng như thế này luôn á mà mấy chú cháu mình rê từ sáng giờ luôn. Rồi đi xuống lụm cần lắm. Trời ơi. Điện thấy cá mừng quá, điện cần. Đúng là rất là hay. Nó quấn cho trong đây luôn. Gùng tay đó bụng quá trời đói à. Rồi đâu rồi Nam? Không cũng biết đâu. Đây nè. Trời ơi, mỗi lần quăng cái đi kiếm cái này cũng mất thời gian đúng mọi người. Ôi, thấy cái cần của thầy Nam chán thiệt chứ. Để mai mốt con có điều kiện con mua về cây nữa. Chừng nào con mới có điều kiện? Khoảng 20 năm nữa quay. Rồi lúc đó không biết Út còn sống để thưởng thức cái cần của con không. Rồi, một đường lua cuối cùng mọi người. Lần này mà không dính là mấy chú cháu mình sẽ chia tay cái đề này nha. Từ sáng giờ cũng nhiều rồi. Bây giờ không có là con nhảy xuống cá nổi hết nè. Cái mùi của con từ sáng giờ nó cũng đủ để nó nổi lên nữa Nam. Xong. Rồi. Hả? Con nhái nó cũng mất cái đuôi luôn rồi. Con nhái thiệt á thì nó đã sình ương rồi. Rồi tới cái con nhái giả này thì nó cũng mất luôn cái đuôi. Thì giờ còn gì nữa để mà quay cho mọi người cùng xem mọi người thấy không? Đó, bữa nay nói chung là lỗ tầm trọng nha mọi người. Xong. Rồi về Nam ơi, lấy cá về con. Dạ. Ở dưới này thật sự ra là có cá lóc lớn nha mọi người chứ không phải không có. Nhưng mà không biết tại sao mà nó nhát. Úc ơi. Hả? Mấy cá lóc này chiều nó còn đi ăn chiều nữa, mình động thì sao nó ăn? Con đi về đi. Ở đâu có muốn ăn con nhái thiệt chứ con nhái giả của con đâu. Nó chỉ mới ăn cá con thôi. Để cho nó chiều nó dắt con nó đi ăn chiều đi ha. Dạ.
con còn cá lóc bị lớn vậy sao làm ổng thật nè. Rồi xong mọi người, mấy chú cháu mình sẽ tạm biệt cái khu vườn mít này nha. Bữa nay mấy chú cháu mình tiếp tục thua một trận nữa mọi người. Thì cứ đi lùa cá nó cứ thua như thế này hoài. Nghe cái này bữa nay mình được một con mình sẽ ăn lên cho mọi người cùng xem. Anh ăn không em cho nè. Sao để ngay đó kêu tôi ăn mày. Mình quay rất là nhiều clip mà đi lua nha mọi người. Thì nó cứ thất bại như thế này. Như bữa nay một con tạm gọi là thất bại luôn hay là... Thất bại là mẹ của thành công. Thôi giờ về hết tụi con. Dạ. Thôi về của mấy chú cháu mình cũng khá là dài mọi người. Từ hồi sáng giờ là nó dài thật luôn á. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt.